Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh thân mến, nhằm hỗ trợ và khuyến khích các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phấn đấu và nỗ lực trong học tập, hôm nay trường Trung học phổ thông Văn Trỗi kết hợp với buổi học bổng của thầy Phạm Tấn Phước tổ chức cái buổi trao học bổng dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập tốt. Đến dự buổi lễ hôm nay, thay mặt cho nhà trường, tôi xin trân trọng kính giới thiệu về phía buổi học bổng của thầy Phạm Tấn Phước và giáo sư tiến sĩ Đặng Mậu Chiến, chủ tịch hội đồng Viện Công nghệ Nano thuộc Đại học Gia Thành phố Hồ Chí Minh, vừa học sinh trường Trung học phổ thông Văn Trỗi, vừa học sinh của thầy Phạm Tấn Phước là thành viên của ban đầu học điều hành buổi học bổng. Xin kính mời. Cùng với giáo sư tiến sĩ Đặng Mậu Chiến còn có các thành viên trong ban điều hành buổi học bổng của thầy Phạm Tấn Phước. Xin trân trọng kính giới thiệu. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Văn Trỗi. Xin kính giới thiệu thầy Huỳnh Tĩnh Khang, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Văn Trỗi. Về phía trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, xin kính giới thiệu các cô hiệu phó, cô nhã hiệu phó trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Ngoài ra thì có 14 học sinh rất là vinh dự được nhận học bổng của quỹ học bổng của thầy Phạm Tấn Phước. Xin trân trọng kính giới thiệu. Đến dự buổi lễ còn có các thầy cô của trường Trung học phổ thông Văn Trỗi. Để bắt đầu buổi lễ, xin trân trọng kính mời thầy Huỳnh Tĩnh Khang, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Văn Trỗi điểm qua vài nét về buổi học bổng của thầy Phạm Tấn Phước. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Đặng Mậu Chiến, thành viên của ban điều hành quỹ, kính thưa quý thầy cô, cho phép em được xưng hô là quý thầy cô, là thành viên ban điều hành quỹ, cũng là cựu học sinh của trường, cựu học sinh của thầy Phạm Tấn Phước, cũng xin nói với các em học sinh, các em biết là thầy Phạm Tấn Phước. Trước khi trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi thành lập thì thầy Phạm Tấn Phước là giáo viên trường Trung học Võ Tánh Nha Trang, giáo viên toán. Ngày 15 tháng 10 năm 1976, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi được thành lập thì thầy Phạm Tấn Phước được điều động về dạy toán của trường Nguyễn Văn Trỗi. Đến năm 1985, Sở Dục Đào tạo Khánh Hòa hình thành cái trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thì một số thầy cô từ hai trường, chủ yếu là hai trường Nguyễn Văn Trỗi và Lý Tự Trọng và một số trường trong tỉnh Phú Khánh hồi xưa được Sở Dục Đào tạo điều động về công tác tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Thầy Phước tham gia dạy chuyên toán của trường Trung học Lê Quý Đôn từ năm 85 đến khoảng trước năm 95 thì thầy chuyển vào Sài Gòn. Thì là cựu giáo viên của hai trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi và Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Nên sau thầy mắc bệnh và qua đời thì cựu học sinh của thầy thành lập một quỹ học bổng dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng vượt bậc có thành tích tốt trong học tập và đặc biệt là dành cho học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi và Lê Quý Đôn. Thì năm nay có một cái may mắn là quỹ về tận Khánh Hòa làm trao tặng, đặc biệt là có các thầy ở đào ở Sài Gòn trực tiếp về Khánh Hòa để mà trao học bổng các em. Sau đây xin trân trọng kính mời
thầy Đặng Hữu Chiến lên có vài lời đôi nét về cái hoạt động của quỹ. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý thầy cô trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, quý thầy cô trường chuyên Lê Quý Đôn, các anh chị cựu sinh viên, học sinh cũ của thầy Phạm Tấn Phước, các em học sinh. Trước tiên có vài lời phát biểu về cái quỹ học bổng thầy Phạm Tấn Phước, tôi cũng xin nghĩa là giới thiệu một số anh chị là cựu sinh viên, cựu học sinh của nhà trường, đồng thời là học sinh của thầy. Tại vừa rồi thì tôi thấy cái anh giới thiệu chương trình thì giới thiệu của tôi quá kỹ, trong khi đó thì chưa giới thiệu cái ban điều hành của quỹ, cho nên tôi xin giới thiệu từng người một, bắt đầu từ bên trái sang. Thì giới thiệu trước tiên là anh Thiện. Anh Thiện thì anh chị đứng lên cho mọi người. Anh Thiện là khóa 75, tức là cái khóa ngay mà ngày mà đất nước thống nhất. Như vậy là trên chúng tôi một khóa. Ở đây chúng ta không nói về tuổi tác, tại vì chúng ta ở cái vùng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, từ đó là chiến tranh. Có nhiều người là đi học trễ. Vì vậy cho anh Thiện chắc là anh ta học trước, nhưng mà lại còn nhỏ tuổi hơn một vài người trong cái ban điều hành của tôi. Nhưng mà ở đây thì anh Thiện là cậu gạt, là khóa năm 75 của bên nước ta, còn ở bên Võ Tắc. Thì đa số ở đây thì là ở học sinh của Nguyễn Văn Trỗi, cựu học sinh Nguyễn Văn Trỗi. Trong đó thì cái lớp 12C2 đây là rộng nhất, mà tôi là lớp trưởng. Thì tôi nhớ cái phòng của tôi đang nằm góc kia. Thì làm được cái giới thiệu anh Phạm Hồng Danh, chiến sĩ Phạm Hồng Danh, thì người đã quay phim đấy, một thằng chứng tích của trong ban điều hành, là cũng học sinh của Nguyễn Văn Trỗi lớp 12C2. Về qua phía bên này tôi xin giới thiệu chị Tím, là lớp 12C2 tôi có ý muốn lên mọi người nhé. Vừa rồi là như vậy, trong cái khâu mà gọi là liên lạc nó cũng hơi có trục trặc ban đầu, cho nên sau đó là nhờ chị Tím ở Nha Trang là kết nối với anh Khang. Nhưng mà thì có cái buổi họp mặt hôm nay thì cũng là công lao rất lớn của chị Tím. Giới thiệu tiếp theo là chị Thư, thì tôi đang cầm máy ảnh quay thì tôi đứng lên cho nghe mọi người biết là cũng lớp 12C2 từ học sinh của Nguyễn Văn Trỗi, và chị Thư thì lặn lội từ ở Phú Yên vào đây để dự cái buổi lễ này. Giới thiệu anh Đức, cũng là học sinh rồi là người ở Nha Trang. Như vậy thì gần như là ở đây có hai người ở Nha Trang, chị Tím với anh Đức, còn lại thì tôi với anh Danh với anh Thiện là ở Sài Gòn về thành phố Hồ Chí Minh, chị Tư thì ở ngoài Phú Yên hoặc Tuy Hòa. Thì và cũng chỉ giới thiệu con cựu học sinh này nữa, đáng lý ra cũng còn nhiều lắm, đó là thế hệ của chúng tôi, tức là tính ra là 5-7-6 75 là con chị giới thiệu rồi, đó là cái khóa 76. Còn sau đó thì cũng có nhiều gọi là thế hệ tiếp theo nữa. Tôi nhớ cái ngày mà thầy mất mất, tôi là người mà ngồi để mà gọi là tiếp nhận các học sinh về viếng. Cái danh sách tôi còn giữ 300. Tức là thầy Phước như vậy là đã dạy bao nhiêu thế hệ, trước đó là Võ Tánh, sau đó Nguyễn Văn Trỗi, rồi sau đó là Lê Trường Chuyên, Lê Quý Đôn. Cho nên học trò thầy Phước rất nhiều. Danh sách hồi đó cứ ai tới mà chúng ta ghi tên ấy, thì tôi là người ngồi tổ chức cái bàn gọi là niên tang đấy. Thì tôi nhớ con số 17 là 300. Thì tôi nói câu đó để mà tôi giới thiệu tiếp là thế hệ sau cũng có nữa. Đó là ví dụ như hôm nay có anh Khang, anh Khanh đúng không? Anh Khanh bây giờ đang dạy Lê Quý Đôn Khanh nhỉ. Như vậy thì anh Khanh đứng lên cho mọi người biết. Anh Khanh là khóa, tôi không nhầm lắm thì 79-80 gì đó đúng không? Đúng rồi. Dạ, tại cùng khóa với anh Hưng, nhưng mà anh Hưng thì hôm nay việc còn công tác không gì được. Thì như vậy thì tôi giao anh Hưng cái nhiệm vụ là triệu tập anh em ở Nha Trang, nhưng mà Hưng đi công tác không thì hôm nay có anh Khanh đại diện. Lần nữa cảm ơn anh Khanh. Thì tôi xin nhắc lại sơ qua cái lịch sử nền tảng của quỹ. Thì thầy Phước mất năm 1999. Thì như tôi mới nói vừa rồi là biết thầy thì rất là đông,
trong danh sách là những người biến thì con số là gần 300. Thì vào cái dịp 49 ngày thì chúng tôi mới quyết định là thành lập một cái quỹ đặt tên thầy, đó là quỹ Phạm Tân Phước. Thì có cái lý do để lập cái quỹ này, đó là lúc sinh thời thầy dạy từ Võ Tánh cho tới Nguyễn Văn Trỗi tới Lê Quý Đôn, thì thầy có một cái đặc điểm là dạy giỏi thì ai cũng biết rồi, nhưng mà rất thương học trò, nhất là học trò nghèo, thầy rất thương. Chính vì thế chúng tôi mới quyết định là thành lập cái quỹ mang tên thầy để ghi lại cái công ơn mà thầy đã giảng dạy cũng như thầy đã giúp đỡ các học trò, và nhất là các học trò vùng quê nghèo nhưng mà cố gắng học. Ở đây không dám dùng cái từ học giỏi, tại vì có em khổ quá cũng không thể học giỏi nào đâu. Cho nên cái backdrop mà tôi thiết kế thì tôi cũng suy nghĩ cả đêm. Bây giờ nói là học sinh nghèo học giỏi thì người ta nói thường lắm, nhưng tôi nghĩ giả sử có em nào đó nó học chưa được giỏi lắm mà mình nói giỏi thì đã có cái em nó thấy nó cũng hơi ngại. Cho nên tôi mới chính là cái từ là có thành tích học tập tốt, thì được có nghĩa rằng cửa khá trở lên là được rồi, chứ không phải nhất thiết phải giỏi. Tại vì tất cả anh em chúng ta xuất sắc từ cái vùng quê ra thì đều hiểu rằng là gì, điều kiện là yếu tố quan trọng để các em nó học giỏi. Trong khi đó thì thực chất là không phân, cái điều kiện là không giống nhau, vì thế đòi hỏi mọi người nghĩa là phải các em phải học giỏi giống nhau là điều rất là khó. Cho nên chúng ta tạm dùng cái từ là có thành tích học tập tốt. Thì cái quỹ học bổng của thầy Phạm Tấn Phước thì bắt đầu tức là khởi sự từ năm 1999, chứ cái khóa đầu tiên, cái đợt đầu tiên thì bắt đầu trao học bổng cho học sinh nghèo có thành tích học tập tốt là vào năm 2000. Thì từ đó đến nay thì cũng đã có nhiều đợt, nhưng mà chủ yếu là chúng tôi là tổ chức ở trong Sài Gòn, và chủ yếu là nhắm vào các em học sinh của các trường mà thầy Phước đã dạy, chủ yếu Lê Quý Đôn với hay là Nguyễn Văn Trỗi. Thì chủ yếu là giúp cho các em có cái điều kiện để đi thi vào đại học. Ở đó cái chủ trương rất nhiều đợt phát theo kiểu đó, tức là các em thi đậu vào, đây là chuẩn bị thi vào đại học, thì chúng tôi có tổ chức hay là trao học bổng để tạo điều kiện cho các em bước vào năm thứ nhất cũng như là đi thi có thành quả tốt. Thì như vậy năm nay giống như thầy Khang vừa rồi mới trình bày, chúng tôi quyết định thì về tại chỗ là về Nha Trang, cũng là cái dịp mà những anh chị em đã học cái trường Nguyễn Văn Trỗi, trường Lê Quý Đôn gặp nhau. Thì tôi liên hệ với anh Khang, thấy là ban giám hiệu nhà trường ủng hộ rất nhiệt tình trong việc tổ chức cái buổi lễ hôm nay. Thì nhân tiện này thì rất là cảm ơn ban giám hiệu của hai trường, trường Nguyễn Văn Trỗi và trường chuyên Lê Quý Đôn, đã giúp chúng tôi chọn những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt để tham dự và cái buổi lễ trao học bổng hôm nay. Thì đây là một trong những cái hoạt động của quỹ nhằm nhớ đến công ơn của thầy Phạm Tấn Phước, và đồng thời cũng là thể hiện cái tình cảm của cựu học sinh đối với nhà trường. Thì như vậy thì chúng tôi xin được thực hiện buổi lễ hôm nay tại đây, và sau đây thì xin mời anh Khang nhà trường chúng ta là tuyên bố cái danh sách trước đó. Danh sách để mà học sinh ấy thì như vậy là ở trường này thì có gồm có 9 em Nguyễn Văn Trỗi 9 em, và bên Lê Quý Đôn là 8 em, tổng cộng là 17 em. Nhưng hôm nay vì có sự cố là các em, một số em đi thi thử đại học, cho nên là có vắng ở phía bên trường Lê Quý Đôn, tôi báo cáo là 3 em. Như vậy thì tôi đề nghị là chúng ta là thực hiện để còn chụp hình chụp ảnh này khác, có thể làm chúng ta thực hiện 3 đợt. Nguyễn Văn Trỗi chúng ta lên 2 đợt và Lê Quý Đôn 1 đợt. Chẳng thật.
nói không được. À, xin mời anh Đường Tiếp. Xin cảm ơn giáo sư Đặng Hữu Chiến đã cho thầy trò của hai trường, một phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, một phổ thông Lê Quý Đôn, hiểu rõ hơn về cái lịch sử quá trình hình thành của quỹ học bổng thầy Phạm Tấn Phước, cũng như là mục đích và ý nghĩa của cái quỹ học bổng này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy. Tiếp theo chương trình, cái phần mà trao học bổng thì chúng ta sẽ thống nhất là chia thành 3 đợt, Nguyễn Văn Trỗi sẽ lên 2 đợt và Lê Quý Đôn sẽ là 1 đợt. Các học sinh mà khi được nghe tên thì các em nhanh chóng lên phía trên này để chúng ta nhận học bổng. Về phía trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, xin mời em Hoàng Gia Khánh, học sinh lớp 12C1. Mời em Kiều Thị Thanh Thảo, lớp 12C5. Mời em Tăng Thế Ngọc, lớp 12C7. Mời em Trần Gia Huy, lớp 12C10. Và em Hà Kim Anh, lớp 12C14. Xin kính mời thầy Đặng Hữu Chiến và các anh chị trong ban điều hành, các thầy cô trong ban điều hành quỹ học bổng lên trao cho các em. Anh thì lên được tôi được hai danh lên được bạn. Không, danh khỏi lên, em chụp quay phim. Em mà kiếm lên. Lê Ngũ Hiểu Lập thì. Dạ, xin mời thầy quay lại chụp hình với mấy em kìa. Xin cảm ơn quý thầy và cảm ơn em. Mời em về chủ. Tiếp theo mời em Phạm Nguyễn Hương Giang, lớp 12C15. Em Phạm Thị Nguyễn Duyên, lớp 12C13. Em Đặng Thị Kim Khánh, lớp 12C4. Và em Nguyễn Diệp Trường Thịnh, lớp 12C3. Xin kính mời thầy Danh. Thầy Phước ạ. Xin mời thầy Phước ạ. Thầy Chiến xin lỗi, thầy Chiến mời thầy Khang hay cô Nhã đi. Đợt 3 xin mời các học sinh của trường Nguyễn Đôn. Xin mời cô Nhã lên. Trong Nguyễn Khánh Vương, lớp 12 sinh. Em Đào Xuân Chính, lớp 12 sinh. Em Trần Đăng Khoa, lớp 12 hóa. Em Lục Thanh Thảo, lớp 12 hóa. Không, vắng 3 người còn 5 người. Em Nguyễn Thị Hoàn, lớp 12 toán. Và em Võ Thị Ngọc, lớp 12 kinh. Xin mời thầy Nguyễn Khang, cô Nhã đại diện cho hai trường lên trao học bổng cho các em học sinh.
Xin mời cô. Mời quý thầy cô và các học sinh dòng cảm ơn tay để động viên cái tinh thần học tập của các em. Xin cảm ơn thầy Khang cùng nhà, cảm ơn các em. Mời các em được dùng. Có lẽ đi mời mọi người lên chụp hình chung. Dạ vâng, dạ. Mời tất cả các em học sinh và quý thầy cô đã có mặt đây để làm để lên sân khấu để chụp ảnh chung. Xin mời. Mày cứ cầm thôi, mày đừng có không để cần phải nữa, chứ vào mình thấy ở đây được rồi, mày có tắt đi mày đừng thiếu ta xuống mày đưa lại cho tao nữa, đó mày cầm gì hả, cầm này cái tay nó che rồi, nữa cái tay nó che rồi, cầm đây đúng không, cái tay nó che rồi cảm ơn.